Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bún Lúa. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh YouTube của mình thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình, tại vì mình sẽ liên tục chia sẻ những cái điều mà xung quanh cuộc sống của mình ở Đan Mạch. Cái chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ là một cái chủ đề mà mình rất thích, đó là chủ đề về skin care, chăm sóc da. Thì để trước khi bắt đầu cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin nói trước là mình không phải là một chuyên gia về da. Mình chỉ là dựa trên những cái kinh nghiệm chăm sóc da mà mình đã từng trải qua cũng như là những cái sản phẩm mà mình đã dùng. Và để chuẩn bị cho cái video ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị một số cái sản phẩm mà mình hiện giờ mình đang có. Mình để ngay đây và chút xíu nữa thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì trước tiên á, để mà chăm sóc da thì mình phải hiểu được là làn da của mình là thuộc loại da gì, ví dụ như là da dầu nè, da khô nè, hoặc là da hỗn hợp. Thì da hỗn hợp nó sẽ có hai loại là hỗn hợp thiên khô hoặc là hỗn hợp thiên dầu. Thì trong tất cả các loại da thì da hỗn hợp là da khó chăm sóc nhất, tại vì là nó có thể là nó vừa khô mà nó vừa dầu nữa. Cho nên là khi mà mình chọn cái sản phẩm mà để cho cái làn da hỗn hợp này thì mình thường là mình sẽ chọn cái sản phẩm mà nó có cái chữ là combine, là có nghĩa là hỗn hợp. Còn đối với da khô với da dầu thì nó tương đối là nó dễ hơn, tại vì da khô thì mình sẽ dùng cho các sản phẩm dành cho da khô, còn da dầu thì mình dùng các sản phẩm dành riêng cho da dầu. Mình đang bị cảm cho nên là cái giọng của mình nó hơi bị rè rồi vậy đó, nên là mọi người cũng thông cảm. Các bước chăm sóc da cơ bản thì bao gồm là làm sạch da, rồi sau đó là dùng toner, rồi tiếp theo là serum hoặc là essence, rồi tới lotion hoặc là emulsion, sau đó là cream, eye cream và dưỡng môi. Ngoài ra thì hàng tuần mình phải tẩy da chết ít nhất là một lần hoặc là hai lần, và còn có thể là đắp mặt nạ nữa, một đến hai lần trong một tuần nữa. Thì trước tiên là mình sẽ giới thiệu về bước làm sạch da. Làm sạch da thì hiện giờ mình đang có hai cái sản phẩm. Cái thứ nhất là mình có tẩy trang, và cái thứ hai nữa là sữa rửa mặt. Thì thiệt ra là mình không có trang điểm nhưng mà mình vẫn dùng tẩy trang, tại vì cái nước tẩy trang này nó sẽ có tác dụng là ngoài tẩy trang ra thì nó còn làm sạch sâu cái bụi bẩn ở ngoài môi trường xung quanh nữa, cho nên là hàng ngày mình vẫn dùng. Cái thứ hai nữa là tuy không trang điểm nhưng mà mình lại dùng kem chống nắng, cho nên dùng kem chống nắng thì nhất định là mình phải dùng nước tẩy trang. Thì tẩy trang nó sẽ có ba loại. Loại thứ nhất á, là nước tẩy trang, loại thứ hai nữa là dầu tẩy trang, và loại thứ ba nữa là kem tẩy trang. Thì cái chai này á, là mình mua là khoảng 150 tiền Việt, thì nó là 400 ml, 150 đúng không ta? Nó khoảng 400 ml mà mình dùng được rất là lâu, mình dùng được 6 tháng rồi. Nó sắp hết rồi. Và cái thứ hai nữa là sữa rửa mặt. Thì sữa rửa mặt hiện tại là mình đang dùng của Kiehl's, sữa rửa mặt hoa cúc. Thì cái sữa rửa mặt này á, nó rất là dịu nhẹ và nó dùng cho da thường tới da nhờn, nghĩa là nó không dùng cho da, nó không được khuyên dùng cho da khô. Thì mình thấy cái sản phẩm này nó rất là dịu nhẹ, hơn nữa cái chai này nè, nó thiết kế rất là thông minh. Ví dụ như mình đẩy cái vòi này qua thì là khóa, mình nhấn xuống không được nè, cho nên khi mà mình cầm đi đâu mình cũng thấy rất là tiện. Còn khi mà mình vặn theo chiều ngược lại thì nó là mở đó. Và hiện nay cái sản phẩm tẩy da chết mà mình đang dùng á, chính là sản phẩm này. Cái này thì mình mua khoảng tầm 200.000. Trước cái loại này á, thì mình đã từng dùng cái tẩy da chết đường đen mật ong của Skin Food. Và mình theo cảm nhận của mình thì mình thích cái tẩy da chết đường đen của Skin Food hơn. Nhưng mà dùng cái này thì nó cũng rất là ok, không sao hết, nhưng mà mình thích cái kia hơn.
Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về toner. Đây, đây là cái loại toner mà mình thường xuyên dùng. Cái này thì nó có giá khoảng là 1,2 triệu cho 250ml. Thì cái này nó cũng dùng cho da thường tới da nhờn. Thì da mình là thuộc loại da nhờn và nó hơi sensitive, có nghĩa là nó hơi nhạy cảm. Cho nên khi mà mình dùng những cái sản phẩm mà nó kiểu nó quá mạnh, mình cũng không biết diễn tả sao là quá mạnh nữa, nhưng mà một số sản phẩm khi mà mình thoa lên á thì mình thấy nó hơi bị nặng nặng, hoặc là hơi bị kiểu chích chích châm chích á, thì khi mà mình dùng cái sản phẩm của Kiehl's thì mình lại không bị. Cho nên mình rất là thích. Bây giờ nó hết rồi, mình dùng chai này chắc là khoảng chai thứ 4, thứ 5 gì đó, nhưng mà mình vẫn giữ cái chai. Tại vì Kiehl's nó có ở Đan Mạch á, thì nó có cái chính sách là khi mà mình trả 10 cái chai này thì họ sẽ tặng cho mình một cái set mỹ phẩm nhỏ nhỏ để mình đi du lịch á. Cho nên là giờ mình đang để dành. Cái loại thứ hai mà mình đang dùng chính là loại Thayers. Cái này là Facial Toner with Hazel. Cái này nó là hương hoa hồng. Đây là nước hoa hồng có mùi hương hoa hồng. Loại này thì nó còn có vị lavender, hương dưa leo, hoa hồng, và còn một loại nữa nó là original. Thì mình cũng rất là thích cái loại này, nhưng mà có điều là cái mùi hoa hồng của nó là thơm. Có một điều mà mình không thích lắm là nó không được ẩm. Nhưng mà đối với toner á, thì mình cũng không thể đòi hỏi là nó phải rất ẩm được. Toner thì thường là nó chỉ có tác dụng là làm sạch sâu và cân bằng da thôi. Nghĩa là sau khi mình rửa mặt xong thì mình thoa một lớp toner lên để nó cân bằng da, để cho da gọi là sẵn sàng để tiếp nhận những cái bước chăm sóc tiếp theo. Rồi, vậy là xong bước toner. Và tiếp theo đó thì mình sẽ dùng serum hoặc là essence. À đây, mình còn có dùng một cái sản phẩm khác của Kiehl's là Clearly Corrective Dark Spot Solution. Cái này thì nó có tác dụng là làm xóa mờ đi những cái vết thâm. Tại vì mình là cũng bắt đầu có tuổi á, nên là trên mặt mình nó không phải là tàn nhang mà nó có những cái đốm nâu nâu. Thì mình mua cái này và mình dùng. Nhưng mà thiệt ra bây giờ hiện tại á, cái nước mà trong cái chai này nè không phải là của cái bình này, mà là mình mua serum của Ohui á, trong mấy cái sample nhỏ để mà mình dùng thử á, thì mình thấy nó hơi mất công là mỗi lần mình mở cái mấy cái sample nhỏ ra. Cho nên là nhân một ngày mình có công, mình rảnh thì mình ngồi mình đổ hết vô đây. Và trong này nó thiệt ra nó là cái serum của Ohui. Và nhân tiện nói về serum của Ohui á, thì nó thuộc cái serum này nè, là nó thuộc cái dòng màu xanh. Ồ, mình quen nói cái này rồi. Đây, cái này cũng là một cái loại toner nè, mà ở trong một số cái dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc á, thì người ta không gọi là toner mà người ta gọi là skin. Đây, đó, mọi người thấy chưa, skin softener, có nghĩa là cái này nó sẽ là làm mềm da. Thì cái loại serum này nè, là nó thuộc cái dòng này, nó là dòng chống lão hóa, thì nó được khen rất là nhiều. Và khi mà mình thấy và khi mà mình dùng á, thì mình thấy là đúng là nó rất là tốt. Nó cải thiện được làn da rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà mình dùng một cái loại mỹ phẩm nào đó thì cái cảm nhận đầu tiên của mình nó rất là quan trọng. Cảm nhận đầu tiên là sao? Khi mà mình chưa tính tới cái hiệu quả của cái mỹ phẩm đó, khi mình thoa lên mà mình thấy là nó không có bị nhờn trích, nó thấm nhanh, thì như vậy là mình đã hài lòng được 50% rồi. Còn thiệt ra khi mà nói về chăm sóc da để có một làn da đẹp á, không chỉ là mỹ phẩm không, mình nghĩ mỹ phẩm chắc chỉ chiếm khoảng 30% trong cái sự đẹp của cuối cùng của làn da thôi. Cái quan trọng vẫn là mình ăn ngủ điều độ.
và mình ăn cái gì và mình ngủ nghỉ như thế nào, thì cái đó mới là quan trọng để có một làn da đẹp. Để nói tiếp về cái bước thứ hai á, thì mình nghĩ đây là cái bước quan trọng nhất và nó cung cấp nhiều dưỡng chất nhất cho làn da của mình. Thì ở đây mình đang dùng một cái chai serum vitamin C của Murad. Cái này mình mua bao nhiêu mình quen rồi, nhưng mà cái này thì nó rất là mắc tiền. Chắc khoảng tầm 3 triệu cho một chai 30. Rất là mắc. Và đây là vitamin C, như nó cũng sắp hết rồi sao, 30ml thì mình dùng rất là nhanh. Cái mùi của nó, rất là thơm và nó cũng Murad mà. Murad thì là một cái brand mà mình nghĩ là miễn bàn về chất lượng. Nó đã được gọi là kiểm nghiệm bởi rất là nhiều vlog, beauty blogger và cũng như là người dùng nói chung, và cái sản phẩm nó rất là tốt, và kèm theo cái chất lượng của sản phẩm thì giá của nó cũng rất là nhức đầu, cho nên là nếu có điều kiện thì mọi người cũng nên thử các sản phẩm của Murad. Và một cái sản phẩm khác, mình sẽ giới thiệu cái này trước. Thì trong đợt sale vừa rồi á, mình mới tạo em này. Em này thì Estee Lauder, cái Advanced Night Repair này thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi. Nó là một trong những best seller của Estee Lauder, và khi thoa lên thì đúng là miễn chê. Cái mùi của nó thì kiểu rất là dịu nhẹ, nó thấm vào da rất là nhanh, và khi mà thoa lên á, nó sao ta, mình cảm thấy ẩm nhưng mà không có phải cái kiểu mà trượt trên da, nó thấm vào da luôn. Và có một dòng khác mình cũng đang dùng nữa là The Ordinary, cái này nè. Đó, thì cái sản phẩm này á, thì cái này á thì lại là kiểu là ngon bổ rẻ. The Ordinary thì trong này á thì nó có chứa là vitamin B3 và kẽm, có tác dụng là làm sáng da nè, làm đều màu nè, và nó làm mờ các cái đốm nâu nè, cái này là mình đang cần. Và đặc biệt là nó còn điều tiết tuyến bã nhờn và để giúp cho da bớt nhờn nữa. Thì thực sự là mình thấy nó rất là phù hợp với cái loại da của mình, và giá của nó cũng rất là dễ thương. Cái này nó là một cái nhãn hàng con của Estee Lauder. Thì khi Estee Lauder á, là cái brand cao cấp á, thì cái này nó là kiểu bình dân hơn. Và giá này nó có cái này nó có giá là bằng 1/10 của cái này. Cái này mình mua khoảng 2 triệu thì cái này mình mua khoảng 200.000, và dung tích nó là như nhau. Thì mình nghĩ cái này được hơn, mình sẽ mua cái này vì nó rẻ. Và tác dụng thì chắc chắn là nó sẽ không bằng cái này, tại vì cái gì nó mắc thì nó cũng có cái giá của nó, nhưng mà trong điều kiện kinh tế của mình thì mình nghĩ là cái này nó vẫn rất là ok, không cần thiết phải bỏ tiền ra mua một cái đắt tiền, quá đắt tiền như thế này. Ngoài ra thì mình còn đang dùng một cái sản phẩm khác của Murad, là cái này nó cũng là cung cấp vitamin C. Nó khác với các cái loại serum khác, nhìn thì nó giống như là một cái hũ kem, nhưng mà thiệt ra nó không phải là kem. Các cái sản phẩm của Murad á, thì nó đặc biệt là nó đánh số trên đó, có nghĩa là nó ghi là bước thứ nhất, bước thứ hai hoặc là bước thứ ba. Thì thông thường á, là cái bước toner á, là sẽ là bước 1, bước này là bước 2 nè, mọi người thấy không, số 2 người ta ghi đây nè, và cái này á, cũng là bước số 2 nè. Đây. Đó. Thì cái này, nhưng mà cái này nó lại giống một hũ kem, và cái chất của nó thì cũng khá là đặc biệt. Khi mà mình thoa lên á thì mình thấy nó giống như là nó hơi khô khô, và nó còn hơi trượt trượt nữa. Mình khó, rất là khó diễn tả. Cái này giống như là trong tất cả các loại mỹ phẩm mà mình đã từng dùng á, thì cái cảm nhận khi mà thoa cái này lên á là nó khác biệt, nó rất là khác biệt. Mọi người sẽ để ý thấy là mình không nói gì nhiều về công dụng của
của mỗi loại mỹ phẩm khi mình thoa lên thì sau một thời gian mình có thấy nó đẹp hay không. Là như mọi người cũng biết là mình dùng rất là nhiều thứ, và giả sử mà mình đẹp lên hay là mình xấu đi thì mình cũng rất là khó nói là do cái sản phẩm nào. Thì tất cả các sản phẩm mà mình dùng á, thì mình đều mua những cái loại mà nó có thương hiệu và nó đã được gọi là công nhận bởi các cái tổ chức y tế hay là gì đó một cách đường hoàng, chứ mình không mua những cái sản phẩm mà giống như là những sản phẩm của công ty gia đình này kia. Cho nên là về chất lượng thì mình nghĩ là nó sẽ không có bị gọi là quá tệ. Cái quan trọng là khi mình thoa lên á, mà mình cảm thấy nó dễ chịu, nó không có bị bí bách, nó không có bị nặng mặt, thì đó đã là một cái thành công rồi. Cái thứ hai nữa là ngoài cái việc mà mình thích ngoài cái việc mà mình thích được trải nghiệm rất là nhiều cái sản phẩm, thì mình quan niệm cái mỹ phẩm nó cũng như thức ăn á, thì mỗi loại nó sẽ có một cái công dụng nào đó khác nhau. Kể cả hai loại vitamin C thì nó cũng sẽ không có tác dụng giống y chang nhau. Cho nên là ví dụ như hôm nay mình sẽ dùng cái serum loại này thì ngày mai mình sẽ dùng loại serum loại khác, mình xen kẽ để cho da mình nó được giống như được ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Thì ngoài ra dạo này mình cũng đang dùng một cái loại serum dạng viên như thế này. Thì ứng với mỗi màu á, nó sẽ có mỗi cái công dụng khác nhau. Ví dụ màu xanh dương này là nó để cấp ẩm nè, cái này là cái loại vitamin C nè, cái này là để giống như chống nhăn, ngăn ngừa lão hóa. Thì mình nghĩ là tất cả những cái vấn đề này á, thì da mình nó đều rất là cần được chăm sóc. Cho nên mình ví dụ buổi sáng mình sử dụng cái viên này, buổi tối mình sử dụng cái viên này, hoặc là ngược lại, mình sẽ mix chung vô với nhau và mình dùng. Và bước gần cuối đó chính là kem dưỡng ẩm. Thì hiện nay mình có đang dùng 4-5 loại kem gì đó. Thì đây cũng là một cái sản phẩm khác của Kiehl's nè. Mình rất là thích các cái sản phẩm của Kiehl's, tại vì khi mà thoa lên á, mình cảm giác không bị nặng mặt. Và nó có cái dòng hoa cúc này nè. Khi mọi người để ý á, thì tất cả ba cái bình sữa rửa mặt nè, cái bình toner nè, và cái bình kem dưỡng ẩm của mình á, nó đều là dòng hoa cúc. Và cái này thì cái dòng mỹ phẩm này thì nó rất là tốt và phù hợp cho những người da nhờn và da nhạy cảm như mình. Nên nếu mọi người cũng có cái làn da giống như mình thì mình khuyên là nên dùng thử cái dòng sản phẩm này. Bình kem này thì mình mua lâu quá rồi, mình không nhớ giá. Lọ kem này thì mình mua lâu rồi, mình dùng hết rồi, vừa hết ngày hôm qua luôn. Cái mùi của nó rất là thơm, dòng hoa cúc thì mùi rất là thơm, rất là dễ chịu. Và cái này là một cái lọ của Neutrogena. Neutrogena thì nó khá là rẻ, nó hợp với túi tiền của mình. Mình nhớ đâu là mình mua khoảng 300 hay là 400 gì đó một lọ như thế này, dùng được rất là lâu. Thì cái này nó là hydro boost, có nghĩa là nó sẽ cấp ẩm, nó gần giống như là cái sleeping pack của Laneige, một cái sản phẩm mà cực kỳ nổi tiếng của Laneige. Thì cái này nó sẽ giống như vậy. Mình thấy là cái này nó khá là ok cho người dùng ở Việt Nam, tại vì ở mình thì thời tiết nó khá là nóng ẩm, mà cái này thì nó lại không gây kiểu nhờn rít á. Nhưng mà có một điều mà mình không thích lắm ở sản phẩm này á, là nó hơi cái mùi nó cũng rất là thơm, nó hơi ít ẩm. Mà thời tiết ở đây thì nó khá là khô, rất là khô luôn á. Khi mà mình ở Việt Nam á, thì lúc đó mình khoảng 26 năm về trước, mình cỡ 25 tuổi, thì mình cho tới lúc đó là mình không hề dùng bất cứ một sản phẩm dưỡng da nào, tại vì là ở Việt Nam mình không có bị khô á. Nhưng mà khi mình bắt đầu qua Hàn Quốc vào khoảng hơn 6 năm trước thì mình bắt buộc phải dùng. Không, ở Việt Nam mình đã từng dùng. Thằng bạn thân của mình nó chở mình lên chợ Hòa Khánh mua hai hộp kem dưỡng Pond.
không biết là hàng thiệt hay là hàng giả, mà mỗi hộp là 30.000. Mình mua hai hộp, hai lọ đây, hai lọ như thế này, hai hũ thì là 60.000. Sau đó mình về mình bôi lên và da mình nó bị kiểu nó đỏ lên á, kiểu nó nổi những cái nốt đỏ 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 đỏ, đỏ lên á. Thì lúc đó mình không hề có suy nghĩ là hàng thiệt hay hàng dỏm gì hết, nhưng mà khi bôi lên mà mình thấy khó chịu là mình không bôi nữa, vì mình là người khá là lười biếng. Ok. Đó là kinh nghiệm dưỡng da của mình trước năm 25 tuổi. Và cuối cùng nhưng cũng rất là quan trọng, đó chính là dưỡng môi. Dưỡng môi á thì mình đã từng qua dùng qua rất là nhiều loại rồi. Cái này là Bioderma này. Cái này của Neutrogena này. Cái này của Laneige này. Cái này mình được con gái nuôi của mình tặng sinh nhật. Và cuối cùng là cái này. Thì hai cái này nó như nhau, chỉ là một cái size full size của một cái là size nhỏ thôi. Thì trong tất cả những cái loại mà mình đã từng dùng á thì mình rất là gọi là rất là recommend mọi người dùng cái loại này. Cái hũ này á thì mình mua hình như là khoảng 600.000 gì đó. Một hũ bao nhiêu? Cái này bao nhiêu ml ta? Nói chung là nó rất là bự, mình nghĩ chắc khoảng 30. À đây. Cái lọ này nó ghi là 20 gram. Thì trong này này. Như này, cái này hình như nó có mùi, nó có ba hay bốn mùi gì khác nhau, thì cái này là mùi cherry này. Thì tại vì mình xác định là mình sẽ dùng cái này cho tới già tới chết, trừ khi là có một cái gì đó nó tốt hơn thôi, cho nên mình mua một hũ rất là lớn. Nhưng mà nếu mọi người chưa từng dùng mà không chắc là mình có thích nó hay không á, thì hãy tìm mua mấy cái hũ nhỏ nhỏ này nè. Một hũ này cũng cũng có thể dùng được rất là lâu, mình nghĩ là nửa năm hoặc là một năm luôn á. Tại vì cái môi mình có nhiêu đây à, thì khi mà khô á mình chỉ cần chấm lên một xíu xíu thôi, như không thấy gì luôn này. Đó, đâu đâu này, này đó, chừng này đó. Bấy nhiêu là đủ rồi. Thứ nhất là nó cấp ẩm rất là tốt, cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp môi hồng dần dần lên. À, những chị em mà bị thâm môi á, thì đó, cái này là vật bất ly thân của mình luôn. Không bao giờ mình đi đâu mà mình thiếu cái này, tại vì là mình bị khô môi rất là ghê. Mà tất cả những cái sản phẩm khác á, mình dùng thì mình đều thấy nó là nghĩa là ok, dùng thì tạm được thôi, chứ còn nếu mà nói là hài lòng thì là mình chỉ hài lòng cái này thôi. Đó, rất là tâm đắc. Và bên cạnh đó thì mình cũng giới thiệu với mọi người hai cái lọ kem chống nắng của Anessa. Cái này thì nó là của Nhật. Mình mua cái này với giá khoảng tầm cái rồi quên rồi. Khoảng tầm 600 nghìn một tuýp. Tuýp này là 90 gram à. Để coi thôi. Đúng rồi. Một tuýp này cỡ 90 gram. Mình rất là ghét mùi kem chống nắng luôn. Hầu hết các loại kem chống nắng khi mình mua mình đều cảm thấy có cái mùi gì đó mà nó rất là khó chịu. Nhưng mà riêng với cái loại này á, thì nó rất là thơm. Nó thơm kiểu nhẹ nhẹ. Mình không thích cái gì mà nó có mùi nhiều. Thêm cái kiểu nhẹ 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 như là như mùi hoa sen á. Nói chung là dễ chịu lắm. Mình rất là thích, mình cực kỳ thích luôn. Sau khi mà mua cái này dùng rồi á, thì mình không muốn dùng thêm cái loại gì khác nữa hết. Trong khi mà đọc về review các cái sản phẩm kem chống nắng á, thì sản phẩm của Kiehl's này này cũng được khen rất là nhiều. Đó, sản phẩm của cái dòng này này, của cái hãng này này cũng được khen rất là nhiều. Giá nó cũng khá là mắc, hình như là 1 triệu một tiếp, một hơn 1 triệu một tiếp hay sao đó. Nhưng mà mình dùng thử rồi mình không thích bằng cái này. Thì cái đó chỉ là cái gọi là cảm nhận của cá nhân mình thôi ha. Và một cái cuối cùng nữa mà mình nói với mọi người là
Thiệt ra mỹ phẩm mà người ta nói là tiền nào của đó thì cũng đúng, nhưng mà thiệt ra thì là quan trọng là da mình có hợp hay là không. Mình có một người bạn, da của bạn đó thì nó là phải nói là cực kỳ nhạy cảm luôn. Thì kể cả Ohui hui á, là một cái dòng sản phẩm rất là cao cấp của LG ở Hàn Quốc, thì bạn đó dùng cũng không hợp luôn. Có nghĩa là da rất là khó tính á. Nên nhiều khi không phải là đắt tiền thì là tốt, còn không đắt tiền thì là không tốt, mà quan trọng là mình tìm được một cái sản phẩm nó phù hợp với da của mình, phù hợp với loại da. Nếu mà da mình rất là nhạy cảm thì mình nên tìm mua những cái dòng sản phẩm mà nó rất là lành tính, ví dụ như Aven này. Trong này nó không có mùi, nó không có gây kích ứng, cho nên là dùng cho bất kỳ loại da nào nó cũng rất là an toàn và mình cũng rất là thích. Nhưng da mình nó không có nhạy cảm tới mức là mình phải dùng cái dòng này, cho nên là mình cũng không có nhiều tình cảm đặc biệt. Nhưng mà mình cũng có được hai sản phẩm từ dòng này, đó là một là cái xịt khoáng. Cái xịt khoáng này thì mình có thể dùng ở bất cứ cái bước nào trong cái bước skincare của mình, hoặc là trong ngày á, kể cả khi mà mình đã thoa kem chống nắng lên xong xuôi rồi, đã trang điểm xong xuôi rồi, nhưng mà lâu lâu thì mình cảm thấy da mình nó hơi thiếu ẩm á, thì mình có thể xịt lên được luôn đó. Thì cái tiện của cái xịt khoáng này là như vậy, có nghĩa là mình có thể dùng ở bất cứ cái bước dưỡng da nào, hoặc là sau khi mình về nhà mà mình muốn tẩy trang ngay nhưng mà mình lại chưa muốn dưỡng da, tại vì tẩy trang xong, rửa mặt xong mình còn phải nấu ăn, ăn cơm này nọ rồi. Anyway, trong bất cứ trường hợp nào mà mình về nhà rửa mặt mũi xong xuôi rồi mà chưa muốn dưỡng da, mà không muốn da bị khô, thì mình có thể xịt cái xịt khoáng này lên xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, rồi khi bắt đầu vô dưỡng da thì mình có thể là dùng một cái bông tẩy trang á, mình dùng một ít toner, mình dùng một ít toner lên rồi mình thoa nhẹ lên để mình làm sạch da một lần nữa, rồi sau đó mới bắt đầu dưỡng đó. Thì biết ô còn cái này nữa chưa, nói đó là mặt nạ giấy. Ngoài ra thì ngoài các bước dưỡng da cơ bản thì mình cũng khuyên mọi người là nên dành một chút thời gian, một tuần khoảng 2 lần để đắp mặt nạ giấy, tại vì mặt nạ giấy thì nó cũng giúp cho làn da của mình rất là nhiều. Ví dụ như cái này là nó có tác dụng làm săn chắc da nè, cái này cung cấp vitamin C nè, này là dưỡng ẩm nè. Ô dưỡng ẩm người ta hay làm màu xanh dương ha. Đó, này là relax, là thư giãn cho da nè. Thì mặt nạ giấy thì mình không có đặc biệt thích loại nào, cứ có loại nào thì mình dùng loại đó thôi. Khi mình ở Hàn thì mình hay dùng Innisfree, tại vì giá cả nó cũng phải chăng khoảng 20.000 25.000 gì đó, là mình mua ở Hàn Quốc á, là một mask một cái. Khi mà sale thì mình có thể mua rẻ hơn, tùy là sale bao nhiêu thôi. Đó, muốn có một làn da đẹp thì chị em mình cũng cần phải đầu tư một chút. Chứ còn không có ở đâu mà tự nhiên thì làn da mình nó đẹp đâu. Có một lưu ý nhỏ nhưng mà cũng khá là quan trọng khi mà mình dùng mỹ phẩm, đó là mình check hạn sử dụng. Có một số cái mỹ phẩm á, người ta không có ghi hạn sử dụng trên đó. Hạn sử dụng là sao? Ví dụ như cái chai Ohui này nè, thì nó ghi ở dưới đáy là 2022 0717, có nghĩa là mình chỉ sử dụng nó cho tới ngày 17 tháng 7 năm 2022 thôi. Và trên này nó không có cái hạn sử dụng mở nắp, sau khi mở nắp. Thì có một loại hạn sử dụng khác chính là hạn sử dụng sau khi mở nắp, thì đây mọi người xem đây nè, đây đó là hình một cái lon đã mở nắp và nó ghi số, ví dụ như ở đây là số 24M, có nghĩa là 24 là 24 months, là sau khi mở nắp thì mình chỉ dùng được 24 tháng thôi. Ví dụ hôm nay là ngày mình khui cái hộp này là tháng 12 năm 2019, thì mình chỉ sử dụng nó cho tới tháng 12 năm 2021 thôi, có nghĩa là 24 tháng và không được hơn đó, mọi người lưu ý. Cho nên là nếu mọi người mua một cái sản phẩm nào đó mà nó không có ghi hạn sử dụng mà nó có hạn sử dụng sau khi mở nắp thì cũng ok, không có gì quá lo lắng cả. Ví dụ như Estee Lauder này nó cũng không có hạn sử dụng.
nó cũng không có hạn sử dụng. Burat này, Neutrogena này, nó cũng không có này. Của Kiehl's, Kiehl's nó cũng không có luôn. Nó cũng không có luôn. Đó, mọi người lưu ý. Thì tóm lại là một làn da đẹp trước tiên phải là một làn da khỏe. Và trong các tất cả các bước thì bước nào cũng rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất sẽ là cái bước mà mình thoa essence hoặc là serum. Và nếu như mọi người kiểu không muốn làm quá nhiều bước, hoặc là làm biến, hoặc là chưa có điều kiện để đi tất hết tất cả các bước này á, thì mình nghĩ là đương nhiên xử lý mặt là mọi người, mình nghĩ ít nhất là ai cũng đang dùng rồi. Thì bước tiếp theo mà mình thấy cực kỳ quan trọng đó chính là cái bước serum. Tại vì là cái bước này nó giống như là cái bước mà nó giải quyết rất là nhiều vấn đề của da mình. Ví dụ như bạn đang bị mụn thì sẽ dùng serum mụn. Còn toner hay là cream thì chắc là toner thì nó có tác dụng là nước hoa hồng á, thì nó có tác dụng là cân bằng da, là làm sạch sâu là chủ yếu. Còn cream thì thông thường là chỉ là để như là cái bước khóa ẩm thôi, bảo vệ cho cái làn da của mình nó không bị khô. Thì cái bước serum á chính là cái bước mà nó giống như nó chữa trị cái vấn đề của làn da mình, ví dụ như là bị mụn nè, hoặc là bị thâm nám nè, hoặc là bị lỗ chân lông to nè. Đó, thì cái bước serum là bước quan trọng, cho nên nếu mọi người sẽ phải chọn một trong các bước thì mình khuyên mọi người là hãy nên đầu tư một cái sản phẩm serum để mà mình chăm sóc cho cái làn da của mình. Người Việt Nam mình thì có làn da thì không được trắng lắm, hầu hết là nó không phải là nâu, mà nó hơi không được sáng á. Thì nếu mà mình muốn cải thiện làn da của mình thì mình khuyên mọi người là không nên dùng các sản phẩm làm trắng da, mà mình nên làm các sản phẩm làm sáng da. Thì cái da mình nó không trắng nhưng mà nó sáng. Trắng và sáng là hai cái gọi là hai cái trường phái hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Da mình nếu mà không trắng nhưng mà nó sáng thì nó cũng rất là đẹp. Còn hơn á, là mình ham trắng quá, mình làm trắng mà da mình nó kiểu sao, nó trắng không phải hồng hào mà là nó trắng kiểu trắng bệt á, thì nó cũng không đẹp và cảm giác làn da nó không khỏe. Nếu mà mình muốn làn da sáng thì mình khuyên mọi người là nên bổ sung vitamin C và mình dùng thêm kem chống nắng một khi ra đường, như vậy là rất là ok rồi. Bây giờ sao? Làm sạch nè, dùng serum và dùng kem chống nắng, đó là những cái bước mà gọi là bắt buộc mình phải có để có một làn da đẹp. Thôi, như vậy là thời lượng của video của mình cũng hôm nay đã rất là dài hơn so với dự kiến rồi. Tại vì mình đang cảm á, mà nay mình không đi ra ngoài được. Mình nghĩ là mình sẽ ngồi ở nhà và làm một cái video khoảng tầm 5-7 phút gì đó, chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng hơn cái dự định rất là nhiều. Hy vọng là video của mình sẽ giúp ích cho các gamer. Chứ còn mình không dám búa rìu qua mắt thợ. Mình biết là ở ngoài kia có rất là nhiều chị em rành về skincare hơn là mình, nên là mình hy vọng là sẽ giúp được các gamer trong vấn đề chăm sóc da. Nếu mọi người còn chưa subscribe kênh của mình thì hãy nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.